vậy? Cái vụ gì đấy? Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy em? Em tặng chị hả? Ôi trời. Đâu, trời ơi, tôi bự vậy mà tôi xách không nổi mà làm cái gọn hơi vậy trời. Là sao vậy em? Em tự giới thiệu chị làm chị sốc quá. Mời em ngồi. Dạ. Sao vụ gì đây? Dạ, cái này sở trường của em. Sở trường của em là khiên bao hả? Không, dạ không phải khiên bao. À là như là show sức mạnh đó hả? Dạ. Trời ơi trời. Trời ơi. Dạ. Là bây giờ chị nói cái gì em không vừa ý là coi như là em quay qua em đưa một cái là chị đi luôn á hả? Chết rồi. Hợp quá. Sự xuất hiện của nó hơi ấn tượng đúng không? Ấn tượng. Ấn tượng quá anh ơi. Để xem sự xuất hiện ở đây có ấn tượng bằng hay không. Nào xin mời bạn trai. Gì vậy? Chào đón bạn đến với bạn muốn hẹn hò. Chào anh. Bạn tên là gì? Em tên là Minh Thắng. Minh Thắng đang làm gì? Hiện nay em là nhân viên văn phòng của Bắc Sơn. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 24 rồi. Anh Linh ơi. Ừ? Tại vì em hơi sơ suất một tí là vì bạn nữ bên đây xuất hiện trên sân khấu là quá ấn tượng nên em chưa kịp hỏi tên gì luôn nữa. Bây giờ em mới hỏi nè, bây giờ là em tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Thanh Thủy. Thanh Thủy? Dạ 22 tuổi. Thủy 22 tuổi, bây giờ em trả lời chị biết là chị tò mò quá, tại sao em đến với chương trình cặp đôi hẹn hò, em ginh nguyên cái bao gạo lên sân khấu để làm cái gì? Dạ tại em muốn thử sức mạnh với các bạn nam. Trời đất ơi, thử sức mạnh với bạn nam bên kia là thử làm sao? Dạ tại vì tiêu chuẩn hẹn hò của em thì bạn nam phải khinh bao gạo hơn em mới được. À bên đó có sức khỏe không anh Linh? Nhìn tướng tá đâu sao anh Linh? Không biết bao gạo nhỏ lớn tôi không biết, nhưng mà nếu nhỏ xách nổi bự. Nói chung là cái bao gạo lớn hay nhỏ không biết mà các tường không xê dịch nổi. Nhưng mà em ơi, bây giờ chỉ cần là bạn trai là xách nổi cái bao gạo này là coi như ok luôn, đồng ý luôn đó hả? Dạ, đó là tiêu chuẩn đầu tiên. Dạ tiêu chuẩn thứ gì là gì, nói luôn lượt đi, em gây nhiều cái ấn tượng cho chị quá. Dạ, tiêu chuẩn tiếp theo là phải hợp với ba mẹ của em. Trời đất ơi. Đầu tiên phải ghiên gạo, thứ hai hợp với ba mẹ em. Vậy ba mẹ em sao? Ba mẹ em thích cái gì? Dạ, ba mẹ em thì thích như cao ráo. Cao. Rồi chung là biết cách nói chuyện với người lớn. Lễ phép. Biết cách nói chuyện với người lớn. Dạ. Là nói chuyện người lớn được, còn nói chuyện với con nít sao cũng được. Dạ. Nói chuyện với con nít thì nó dễ hơn rồi. À, nói chuyện người lớn mới là quan trọng. Nói chuyện người lớn nó quan trọng hơn. Đúng rồi. Và cái ấn tượng đầu tiên nó quan trọng. Tiêu chuẩn bên đó hơi cao quá. Tôi hỏi bao gạo nhiêu ký vậy bạn? Nhiêu ký vậy em? 40. 40 ký. 40 ký lên nổi không bạn? Dư rồi. Dư hả? Nãy giờ bạn thấy tiêu chuẩn bạn gái bên kia bạn có đủ đáp ứng không? 90% là đáp ứng. 90% luôn. Vậy cái tiêu chuẩn của bạn như thế nào, có theo tiêu chuẩn của ba mẹ không? Cũng không cần phải theo tiêu chuẩn của ba mẹ. Vậy theo tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Chị thứ nhất là vừa mắt em là được rồi. Vừa mắt là sao? Vừa mắt như thế nào mới cụ thể luôn? Không biết bạn bên đó có tóc dài không? Chút xíu đi nối tóc. Tự lập được. Tự lập? Dạ. Thấy khiêng cái bao gạo là biết tự lập rồi. Thủy nè, chị thấy em xuất hiện thì mặc áo đậm cũng rất là nữ tính, nhưng mà lại khiêng bao gạo thì chị thấy rất là men. Bây giờ nếu bản thân em tự nhận xét về mình thì em nghĩ mình có phải là một người nữ tính đầm thắm thùy mị hay là không? Khi mà một người nào đó khi mà tiếp xúc với em thì cứ hiểu lầm về cái giới tính của em. Hiểu lầm về giới tính của em? Tại sao mà người ta nghĩ mình như vậy mình không thay đổi, em vẫn thích giữ hình tượng như vậy hả? Dạ tại vì em nghĩ là khi mà ra cuộc sống thì em thích nó cái mạnh mẽ hơn thì sẽ không bị người ta ăn hiếp á. Ủa nãy bạn nói là bạn thích nữ tính đúng không? Bây giờ nghe bạn bên kia bạn thấy sợ không? Không anh. Kia là nam tính quá hả? Cũng không vấn đề gì hết. Không vấn đề gì hết. Bạn nói thì ra ngoài thì bạn mới tỏ ra mạnh mẽ để người ta không ăn hiếp thôi, nhưng mà về nhà thì chắc bạn sẽ nữ tính lại. Nếu bạn là nam tính luôn thì sao? Cái đó là phải xem xét lại. Bây giờ trong cái tưởng tượng của bạn nữ bên kia là người như thế nào? Theo em nghĩ là chắc là tóc ngắn, dễ thương nhưng mà mạnh mẽ. Mạnh mẽ? Dạ. Còn bạn tự nhận xét mình là người như thế nào? Có mạnh mẽ không? Đối với em thì lúc cần thì em mạnh mà lúc không cần thì em yếu. Cái này được. Tức là ai nhu mình nhu, ai yếu mạnh được mạnh đúng không? Thúy nè, bây giờ chị hỏi nè, em bảo là em đi tìm bạn trai cho mình nhưng mà lại theo ý của ba mẹ. Bây giờ rủi như em gặp một cái người đó em thích hết trơn rồi, em cảm thấy là rung động rồi, mà bây giờ em dắt về mà ba mẹ em không đồng ý thì lúc đó em giải quyết làm sao? Dạ thì em á thì em là người của gia đình, bởi vậy em tôn trọng ý kiến của ba mẹ của em. Nếu như mà ba mẹ em không cho phép thì em cũng không đi. Tại vì em rất là yêu thương ba mẹ của em. Rất là yêu thương ba mẹ. Cái này rất là căng nha. Tôi xin hỏi bạn trai nè, bạn gái nói vậy bạn có lo không? Dạ không anh. Sao không lo? Tại sao không lo? Tại vì em không nghĩ là ba mẹ bạn ấy không thích em. À, chứ bạn có tự tin là bạn sẽ chinh phục được ba mẹ bạn ấy. Giữa một cô gái rất đẹp và một cô gái rất tốt, bạn sẽ chọn cô gái thế nào? Em sẽ chọn cô gái rất tốt. Rất tốt. Bạn nói vậy tôi cũng chưa chắc là bạn trung thực hay không. Có trung thực hay không hay là ngồi trên truyền hình bạn lại nói vậy? Bây giờ nói thật đi, nhìn thấy đẹp mình chọn đẹp chứ tại sao là chọn cô gái tốt? Biết đâu cô gái tốt mặt nó xấu hơn cô gái kia thì sao? Nhưng mà cái đẹp thì nó đâu có tồn tại lâu dài đâu anh. Tại già thì cũng xấu thôi chứ đâu có đẹp hoài được anh. Tôi cũng tạm tin bạn điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem cô gái bên kia rất đẹp hay là rất tốt, thậm chí là có thể vừa đẹp vừa tốt luôn. Vừa đẹp vừa tốt. Có thể như vậy chúng ta sẽ xem nhé. Nào, một chút cảm nhận về người bạn của bạn. Nè, nhìn cái bao gạo nè. Bên kia khi nổi không? Đâu có nữ, đâu có nam tính đâu. Rất dễ thương. Cô mặc váy đẹp quá chứ. Hả? Tóc ngắn, mặt tròn tròn. Không sao anh, cái này em nói rồi, lát em dắt đi tẩy tắm trắng không, đi nối tóc luôn. Không cần, như thế này xinh lắm rồi. Có điều là ba mẹ bạn ấy chọn chứ không phải bạn ấy chọn. Nó khó là chỗ đó đó bạn. Được. Được không? Thả là thấy được rồi ha. Dạ. Bây giờ tới phiên mình phải xem coi cái người bạn trai bên đó nãy giờ rất là tự tin. Những người mà làm được vừa lòng những người lớn tuổi cũng là những người rất là tự tin về bản thân của mình đây. Oh. Em phải tự tin nhìn vô mắt chị. Chị là chưa phải khó khăn bằng ba mẹ của bạn này đâu. Ba mẹ bạn này còn khó hơn nữa. Tận bao nhiêu độ? 5 độ rưỡi. Đang làm gì? Nhân viên văn phòng. Có định lấy vợ không? Chắc chắn là sẽ. Rồi được. Được em, được. Trời ơi, chị khó vậy mà còn được nữa là chắc là ba mẹ. Chúng ta sẽ đến với giờ khắc rất là quan trọng. 2 phút, hai bạn sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau và quyết định có hẹn hò hay không. Nào, kéo màn lên. Quay qua. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Bạn có cần mình nhấc cái bao gạo đó cho bạn coi thử không? Vác lên vai, vác lên vai. Hồi nãy là người ta vác lên vai, người ta lên đây đó. Đó là câu phải nói trả lời trong ngày hôm nay. Và tôi biết rằng bạn đang rất nôn nóng để vác được bao gạo đó. Thậm chí muốn vác về nhà luôn. Rồi bây giờ chúng ta còn 1 phút nữa. Bạn có thể vác được hơn cái bao gạo đó không? Được. Vậy chừng nào rảnh mà nhớ về nhà mình vác, nhà mình nhiều lắm. Hết thời gian. Câu này cũng là một gợi ý mở. Bạn về nhà mình vác gạo, gạo nhiều lắm. Là đi làm rễ đó anh à. Rồi bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ có 3 khắc để quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Mời các bạn đặt tay trên phía sau lưng ghế. Và bây giờ thời khắc bắt đầu. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Tôi xin hỏi bạn nam á, lúc mà bạn nhấn nút bạn có hồi hộp là sợ bên kia bạn nữ không nhấn nút không? Dạ không. Sao vậy? Tự tin quá vậy? Dạ đúng rồi. Tự tin như vậy luôn? Đúng rồi. Bạn biết chắc là bạn nữ sẽ nhấn nút? Dạ đúng. Tại sao? Tại vì lúc nào em cũng tự tin như vậy á, mặc dù em không biết kết quả trước. Trời đất ơi, coi chừng hoang tưởng đó không? Còn em, tại sao em lại chọn bạn nam đó? Tại nhấc được bao gạo hả? Dạ. Cái đó tiêu chuẩn rất là quan trọng đúng không? Đó. Nếu như mà mình được cái điều đó rồi thì mình không có lo lắng về ba mẹ nữa. Đúng rồi. Dù sao thì cũng chúc hai bạn ngày hôm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt. Mời các bạn. Thành công rồi, lên nè. Rất là ngon, rất vui. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay số may mắn dành cho hai cặp đôi ngày hôm nay. Các bạn trẻ đang muốn tìm một nửa, hãy đến với bạn muốn hẹn hò và nhận được những giải thưởng quý giá của Toshiba khi tham gia chương trình. Không căn cứ vào kết quả các bạn có thành đôi hay không, chỉ cần các bạn tham gia chương trình, các bạn sẽ có cơ hội quay bánh xe may mắn để trúng một trong 4 giải thưởng đến từ Toshiba. Tủ lạnh Toshiba GRVKG66VDA, bay bổng cùng kiệt tác. TV LED Toshiba L4300 màn hình 50 inch mang chất lượng âm thanh sống trong từng khuôn hình sắc nét. Laptop The New Satellite L40 mang đến những trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động chưa từng có với rất nhiều màu sắc phù hợp với giới trẻ năng động và cá tính. Máy giặt chuyển động trực tiếp SDD Inverter Toshiba AWDC1700WV. Sức mạnh tối ưu, vận hành êm ái.